Xin chào quý anh chị và tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của em. Ở video hôm nay thì em sẽ giới thiệu đến quý anh chị và các bạn cách để đào cái đồng đất này của sàn Remiteno. Thì sàn Remiteno này thì nó là sàn của Việt Nam và từ lâu đời đến giờ thì nó chưa bao giờ mắc một cái tai tiếng nào cả. Đây là một cái sàn rất là uy tín. Và cái đồng hiện tại thì họ đang cho chúng ta khai thác cái đồng Rednet miễn phí. Cái đồng Rednet này đó là một cái token nền tảng của cái mạng lưới Remiteno này. Đây là một cái dự án đầy tiềm năng của cái sàn giao dịch điện tử uy tín. Bởi vậy chúng ta không nên bỏ qua cái đồng này. Để khai thác cái đồng Rednet này thì các anh chị click vào đường link bên dưới phần mô tả, nó sẽ đưa chúng ta đến giao dịch như thế này. Để tham gia đâu thì các anh chị phải đăng ký một cái tài khoản. Để đăng ký tài khoản thì các anh chị click vào đăng nhập để đào Rednet. Các anh chị click vào đây. Tiếp đến các anh chị chọn vào đăng nhập bằng email. Tại đây các anh chị nhập cái email của các anh chị muốn đăng ký vào. Sau khi nhập mail thì các anh chị click vào gửi link. Tiếp đến các anh chị quay qua Gmail và xác nhận cái email. Sau khi vào mail thì chúng ta thấy một cái thư của Remiteno, các anh chị click vào. Tiếp đến các anh chị click đăng nhập tôi vào Remiteno. Các anh chị click mở lên. Các anh chị click vào đóng. Cái chỗ người giới thiệu này các anh chị nhập cho em là 367799. Đây là mã mời của em. Tiếp đến các anh chị click tiếp tục. Các anh chị click tôi đã đọc qua đồng ý. Bây giờ các anh chị thêm cái số điện thoại của các anh chị vào. Số điện thoại này các anh chị nên lấy số điện thoại của chính chủ. Các anh chị điền vào. Tiếp đến các anh chị nhập vào tiếp tục. Rồi, bây giờ nó sẽ xuất hiện giao diện như thế này. Ở đây cho em chưa xác minh số điện thoại nên nó còn xuất hiện. Còn các anh chị đã xác minh số điện thoại thì chỗ này nó mất đi. Để đào thì các anh chị xác minh số điện thoại nó mới cho đào. Để thông tin cho việc thực hiện các thao tác thì các anh chị vào cái CH Play để tải cái app về. Các anh chị click vào cài đặt. Sau khi cài đặt xong thì các anh chị click vào mở để mở lên. Sau khi mở lên thì nó có giao diện như thế này. Các anh chị click vào ba gạch. Các anh chị chọn đăng nhập đăng ký. Anh chị chọn đăng nhập bằng email. Rồi bây giờ các anh chị nhập cái email mà lúc nãy các anh chị đăng ký vào. Sau khi đăng nhập vào thì nó có giao diện như thế này. Các anh chị click vào ba gạch. Các anh chị click vào kiếm Rednet. Cái đồng Rednet thì nay thì mỗi ngày nó cho sau 24 tiếng thì chúng ta vào khai thác một lần. Sau 24 tiếng thì các anh chị click vào đây này. Đây có chữ bắt đầu đào thì các anh chị click vào để bắt đầu đào. Hiện tại thì cái sàn này nó bắt chúng ta phải KYC để bước khai thì nó mới cho chúng ta nhận cái đồng Rednet này. Để KYC thì các anh chị click vào ba gạch. Các anh chị kéo xuống. Các anh chị click vào xác minh tài khoản. Hiện tại thì sàn này nó yêu cầu chúng ta xác minh đến cấp 1, cấp 2. Cấp 3 thì có thể xác minh luôn hoặc là các anh chị để vài bữa rồi xác minh cũng được. Nhưng mà người ta yêu cầu là chúng ta phải xác minh đến cấp 2. Để xác minh đầu tiên thì số điện thoại các anh chị nhập số điện thoại của các anh chị vào rồi nhập một cái mã của người ta gửi về. Các anh chị điền vào là coi như xác minh xong số điện thoại của cấp 1. Rồi cấp 2 thì các anh chị điền tên
tên, ngày tháng năm sinh, quê quán của cả anh chị, sau đó cả anh chị up cái chứng minh mặt trước, mặt sau và một cái tấm hình selfie là người ta sẽ duyệt cho cả anh chị liền. Các bữa cây xe của nó thì cũng đơn giản. Rồi cả anh chị quay trở lại ba gạch. Để mời bạn bè thì cả anh chị click vào mục mời bạn bè ở đây này. Rồi cả anh chị copy cái link này để gửi cho bạn bè. Đúng rất nét năm nay hiện tại nó rất là có giá trị, nên cả anh chị chúng ta tranh thủ đau. Hiện tại cái tốc độ đau của nó rất là chậm, chỉ có 0.02 trên 1 giờ. Cái video em giới thiệu đến quý anh chị cách để chúng ta đăng ký và cái xe ký sang Remiteno để nhận cái đồng rất nét này đến đây cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý anh chị và tất cả các bạn đã theo dõi video trên kênh của em. Chào và hẹn gặp lại các anh chị ở video sau.